Baby Monster đã có một đêm fan meeting đầu tiên cực kỳ cháy. Các cô nàng xử lý sự cố trên sân khấu cực mượt và khiến người hâm mộ mãn nhãn, mãn nhĩ khi cover nhạc của đàn chị Blackpink và 2NE1. Sau loạt sân khấu quảng bá cho ca khúc Seize, Baby Monster sẽ có chuỗi sự kiện fan meeting tại Nhật Bản, Jakarta, Indonesia, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc và Thái Lan trong tháng 5 và tháng 6. Tại sự kiện này, YG tiết lộ Baby Monster sẽ thể hiện toàn bộ ca khúc trong mini album và cover cả những bản hit của tiền bối. Sự kiện fan meeting đầu tiên của Baby Monster đã diễn ra ở Nhật Bản vào ngày 11 tháng 5. Trước đó, khi các cô nàng xuất hiện tại sân bay để bắt đầu hành trình đã liên tục gây náo loạn, chứng tỏ dù là tân binh nhưng sức hút của Baby Monster không thể đua được. Đây là dấu hiệu cực kỳ tốt để nhóm nữ nhà YG có hy vọng tiếp nối đàn chị Blackpink trong tương lai. Có lẽ cũng rút kinh nghiệm từ Blackpink mà YG đã tích cực cho Baby Monster đi show và tổ chức show nhiều hơn. Chiều tối 11 tháng 5, 7 nàng quái vật nhỏ nhà YG tổ chức fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp cũng như mở đầu tour Falcon châu Á. Baby Monster lần đầu xuất ngoại gặp gỡ các fan Nhật Bản và được chào đón như minh tinh dù mới tái debut chưa đầy 2 tháng. Sau sự kiện Falcon, Baby Monster mang đến sân khấu live loạt ca khúc mới, giao lưu cùng người hâm mộ và không thể thiếu đặc sản cover nhạc đàn chị. Baby Monster mang cả nhạc 2NE1 lẫn Blackpink đến Falcon đầu tay của mình. Màn mashup đàn các ca khúc của 2NE1 được fan truyền tay nhau rộn ràng khắp mạng xã hội. Nhưng viral nhất phải kể đến màn xử lý sự cố đỉnh chóp khi đang nhảy bản hit As If It's Your Last của chị gái ruột Blackpink. Baby Monster mang cả nhạc 2NE1 lẫn Blackpink đến Falcon đầu tay của mình. Màn mashup đen của các ca khúc của 2NE1 được fan truyền tay nhau rộn ràng khắp mạng xã hội. Nhưng viral nhất phải kể đến màn xử lý sự cố đỉnh chóp khi đang nhảy bản hit As If It's Your Last của chị gái ruột Blackpink. Đang chuẩn bị nhảy điệp khúc As If It's Your Last thì nhạc bất ngờ tắt. Các cô gái không hề bối rối, biểu cảm giận dỗi của Aeon còn gây sốt khi quá đáng yêu. Để chữa cháy tình huống bất ngờ, Baby Monster hát chay luôn ca khúc của đàn chị. Một lần nữa, khả năng hát live của Baby Monster lại khiến dân tình nổi da gà. Nghe Baby Monster hát As If It's Your Last, cảm giác như quay lại thời kỳ tân binh của Blackpink. Nhiều người tấm tắc nhận xét, đúng là chỉ có gà nhà YG mới thể hiện ca khúc đúng chất YG. Chứng kiến điều này, khán giả mới biết tại sao Jang Hyun-suk lại cực kỳ tin tưởng với 7 cô nàng idol thế hệ mới. Fan còn đùa rằng là chính YG làm màu, muốn flex kỹ năng đỉnh chóp của Baby Monster nên mới cố tình cho tắt nhạc. Sau đêm Falcon đầu tiên, Baby Monster nhận được phản hồi cực tốt từ phía fan hâm mộ. Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng không khỏi tấm tắc vì fan meeting của Baby Monster. Dù chỉ được xem online nhưng không ít ý kiến phải thừa nhận, 7 thành viên đã có đêm diễn vô cùng thành công và thậm chí không có dáng dấp của một show diễn đầu tiên do tân binh thể hiện. Các cô gái đã làm tốt từ thần thái, vũ đạo, cách khuấy động không khí, màn giao lưu với khán giả cho đến cách xử lý sự cố. Điều này cho thấy rằng Baby Monster được training rất kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Fan hâm mộ có chút hối hận vì trách cứ chủ tịch Jang nhiều lần trì hoãn việc ra mắt của nhóm. Lần comeback với Si, Baby Monster đụng độ hàng loạt tên tuổi lớn và đặc biệt là tân binh nhà YB, Elite. Dù không được đánh giá cao về tài năng, nhưng Elite sở hữu âm nhạc bắt tai và có nhạc số cực kỳ cao, nên suốt tuần quảng bá, Baby Monster hoàn toàn lép vế. Tuy vậy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa lại giúp các cô gái nổi bần bật trong mắt công chúng nhờ tài hát live cực tốt giữa ồn ào hát live yếu kém của các nhóm nhạc Gen 4 như Le Sserafim, Elite.